Video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho mọi người toàn bộ học phí của chương trình Rebecca Academy, cả hệ mầm non cho đến hết lớp 12 của năm 2022-2023 nhé. Bắt đầu video nào. Xin chào, nếu đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì mình là Trang, hiện đang homeschool cho một bạn nhỏ với chương trình Rebecca Academy, một chương trình phổ thông từ xa của Mỹ hay còn gọi là homeschooling đó. Và nếu như mọi người quan tâm đến homeschool, du học tại chỗ, du học tại Mỹ, học tiếng Anh thì đừng quên follow Facebook page Mẹ Lười cộng đồng 15 năm làm bạn cùng con trên Facebook group Homeschooling Parents by Mẹ Lười. Và đừng quên subscribe kênh của Mẹ Lười và cho mình một like nếu thấy video này hữu ích nhé. Có một nút chuông ở đây để mọi người bấm nếu như mọi người muốn biết khi nào video mới của Mẹ Lười ra. Và chúng mình cùng bắt đầu vào video hôm nay. Năm học 2022-2023 vừa rồi mình vào website của Rebecca thì mình đã có một cái sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Bởi vì là năm học mới này thì Rebecca lại một lần nữa update cái website của mình cho nó chi tiết hơn và đúng vào cái đối tượng hơn. Và mình vừa nhìn thấy luôn có một cái phần là homeschool discount cho các bạn homeschooler. Và đây là một cái điều khá là đặc biệt đối với homeschooling, bởi vì chắc chắn là Rebecca rất quan tâm đến hệ học homeschooling này, chứ không chỉ là các trường homeschool như là Hà Nội Rebecca Community đâu ạ. Với chương trình của năm nay á, thì mình vẫn sẽ cập nhật cho mọi người từ K4, tức là hệ chương trình mẫu giáo 4 tuổi, cho đến hết chương trình của lớp 12 để mọi người có thể nắm được thông tin rõ hơn khi chúng ta mua video hoặc là chúng ta mua cả video lẫn sách tương tác nhé mọi người. Với cái phần video sách tương tác thì mình cũng sẽ ưu tiên hơn, tại vì đây thường là một lựa chọn mà mọi người sẽ tập trung vào nhiều hơn, thì bắt đầu chúng mình sẽ cập nhật luôn cho mọi người ạ. Sorry mọi người là mình sẽ hơi cú xuống một xíu, tại vì đằng trước của mình thì sẽ là laptop á, để mình có thể đọc được chính xác cái mức giá cho mọi người hơn. Ở đây thì chương trình K4 vào năm nay nó không còn ở cái mức giá đầu 3 nữa, mà nó đã là $431 rồi. Mọi người lưu ý rằng đây là cấp học duy nhất mà Rebecca họ sẽ không cấp học bạ, bởi vì đây là chương trình mầm non mà ở mức 4 tuổi thì nó vẫn đang ở giữa mầm non, do đó thì họ cũng sẽ không cấp bất cứ một cái học bạ nào liên quan. Và vì thế thì mình chỉ có một lựa chọn duy nhất, đấy là Independent Study với mức giá là $431. Nếu như mọi người vẫn chưa nắm rõ được Independent Study và hệ lấy học bạ khác nhau như thế nào thì mọi người có thể xem lại một cái video của mình ở đây về việc so sánh giữa việc là nên làm hệ lấy học bạ Accreditation hay là gọi là Accredited và hệ Independent Study, tức là hệ học tự do nhé. Bắt đầu từ chương trình K5 là cấp học đầu tiên lấy học bạ, thì mức phí của hệ lấy học bạ của năm nay sẽ là $808. Mình thấy có dấu sao ở đây thì không biết là dấu sao này là gì. À rồi ạ, dấu sao này thể hiện rằng là họ có thể có quyền trả góp. Như vậy là tất cả các hệ của năm học này thì là hầu như là mình đều có thể trả góp ở trên một cái mức trả góp là 10 tháng. Vậy cũng sẽ tiết kiệm hơn đối với những cái gia đình nào mà không muốn trả một cục cho nhà trường. Tuy nhiên thì thật ra mình nói thật là mặc dù là trả góp thôi, nhưng mà dù là sách vở rồi tất cả các thứ thì nếu mà trả góp theo cái hướng đó nó cũng sẽ vẫn mất cái phí vận chuyển về theo như mình hiểu. Thế còn mình cũng không nắm rõ lắm, thì có thể là sách sẽ được chuyển về trước, còn lại là cái trả góp thì là sẽ trả sau mà vẫn phải tính cái tiền sách riêng ra. Một lát nữa thì mình có thể sẽ vào và cập nhật cho mọi người xem ví dụ như là trả góp thì là thường mức phí bao nhiêu và nếu mà đóng một cục thì là tiền là bao nhiêu mọi người nhé. Rồi, ở đây mình có hệ không lấy học bạ của K5, thì đây là hệ tiền tiểu học và mức phí của nó là $775. Mọi người có thể so sánh cái mức giá của năm ngoái, chắc là cái video review K5 của mình ở đây nó sẽ có cái mức giá năm ngoái, thì mọi người có thể tham khảo để xem thử cái mức nó có khác nhau so với năm học 2022-2023 không nhá. Mức học phí cho lớp 1 đến lớp 6 bao gồm cả video, bài giảng và sách tương tác dành cho hệ học lấy học bạ của năm nay sẽ là $1,230. Cái này thì mình cũng đã có cập nhật trong một cái video về review chương trình lớp 1 rồi. Và nếu mọi người muốn xem kỹ hơn là sách lớp 1 có những cái gì thì mọi người xin mời ạ, chúng mình lại click vào đây được không ạ? Rồi, thế còn với hệ học tự do, tức là các con tự học và mua sách video về và mình sẽ chỉ có tự chấm điểm và bố mẹ cũng như là giáo viên tại nhà sẽ tự là cái người hoạch định cái kế hoạch học tập cho con thôi, chứ không lấy học bạ của nhà trường, không lấy các cái xác nhận của nhà trường, thì mức phí nó sẽ là $1,180. Mức phí này thể hiện rằng là có $50 để làm các cái thể thủ tục hành chính, các cái chi phí mà dành cho việc là lấy học bạ và lấy bảng điểm của nhà trường cũng như là lưu giữ các kết quả học tập của các con cho đến suốt đời.
với Rebecca thì họ sẽ chỉ chia ra cái mức là học phí của mầm non K4, K5, học phí của lớp 1 đến lớp 6 thì là giống nhau. Còn từ lớp 7 đến lớp 12 thì bắt đầu các con sẽ có một số những cái môn học lựa chọn. Do đó thì cái mức phí nó sẽ khác nhau. Và ở đây mức phí của năm học 2022-2023 cho lớp 7 đến lớp 12 cũng chia ra làm hai dạng là hệ lấy học bạ và hệ tự do. Thì hệ lấy học bạ nó sẽ rơi vào tổng tức là 1.488 đô, đắt hơn khoảng 250 đô so với hệ tiểu học. Và ở học mà tự do thì sẽ là 1.429 đô. Ở đây như vậy là cũng sẽ mất khoảng 60 đô cho việc lấy học bạ. Rồi ạ, vừa rồi thì chúng mình đang nói đến bộ full, tức là đủ tất cả các môn học cho toàn bộ các chương trình từ K4 cho đến hết lớp 12. Nhưng ngoài ra thì Rebecca Academy cũng sẽ có một số những cái lựa chọn khác. Các con có thể học lẻ môn cũng được. Và chi phí học lẻ môn thì mình sẽ cập nhật ngay sau đây. Với chương trình Language Arts, tức là đây là một trong những cái chương trình mà sử dụng nhiều nhất. Tại vì chủ yếu là các con sẽ học ngôn ngữ này, học tiếng Anh này, học đọc, học viết này. Thì nó nằm ở trong cái môn Language Arts này. Và cái hệ Language Arts mà được lấy học bạn mọi người nhé thì nó sẽ không có, rất tiếc. Tuy nhiên thì ở Independent Study thì họ cung cấp, và với cái mức phí là 563 đô đã kèm cả sách rồi, cái bộ sách ấy nó sẽ chỉ đáng giá là 184 đô thôi. Vì thực tế thì nếu mà chỉ nói là Language Arts ấy, thì sách nó cũng không phải là quá nhiều đâu mọi người. 184 đô này là chưa bao gồm thuế mọi người nhá. Ví dụ thuế là thuế của bang chẳng hạn thì nó sẽ khác. Còn nếu như mọi người mà đặt sách trực tiếp ấy, xong rồi mọi người ship về ấy, thì mọi người nên nhớ rằng là luôn luôn có thuế hải quan nữa. Bởi vì là các cái loại sách mà cứ trên, mình nhớ là trên 2 triệu thì là mình sẽ phải đóng thêm thuế, và thực ra nếu mà thuế thì khá là đắt. Do đó thì mọi người nên lưu ý, nếu như mọi người muốn mua các cái bộ kit này thì mọi người nên nhờ các bên, các điểm trường, các đại lý ấy, thì họ mua sách thì họ sẽ có kinh nghiệm hơn, và nó sẽ không phải mất những cái thuế thủ tục hải quan này, mà chỉ mất cái thuế sách mà họ đặt ở trong các bang thôi, thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Thế còn đối với chương trình á, thì thường ở đây họ đang báo giá là 563 đô này á, nó sẽ bao gồm cả video bài giảng cho các môn học này. Với mình mà nói thì như mọi người thấy là thường cái chương trình ấy nó đắt không phải là ở sách vở, nó đắt ở cái học phí. Cái học phí ở đây là video bài giảng, là cái việc mà họ tương tác, cái cách mà họ dẫn dắt, cái cách mà cái giáo viên đưa các con vào bài học. Và cũng như là mình cũng phải đánh giá rằng 563 đô này đã kèm cả sách này và giáo viên nước ngoài bản ngữ chuẩn. Đó, đấy, giáo viên bản ngữ này không phải chỉ là chuẩn là giáo viên ESL, mà đây còn là giáo viên có bằng sư phạm và được dạy học tại các trường phổ thông, thì nó sẽ khác hoàn toàn cho cái việc là giáo viên nước ngoài ở các cái trung tâm tiếng Anh ở đây. Do đó về mặt chất lượng thì mình tin rằng là 563 đô này rất là xứng đáng cho một cái bộ Language Arts như vậy. Và họ với cái hệ không được công nhận thì chắc chắn rồi, mình chỉ kỳ vọng là các con học tốt tiếng Anh, đúng không ạ? Một tốt cái phần ngôn ngữ tiếng Anh thôi. Với chương trình của Language Arts, tức là bộ môn Language Arts ấy, thì từ lớp 1 đến lớp 6 họ sẽ có đầy đủ hết với bộ Language Arts này. Giá vừa rồi là cho từ lớp 1 đến lớp 6, K5 không có mọi người nhá. Và nó sẽ có toàn bộ trên cái video streaming, tức là mình sẽ vào một cái cổng trực tuyến của nhà trường mình học. Thế còn ở cái dạng là học DVD, tức là một số nhà thì mọi người di chuyển rất là nhiều và không phải vùng nào cũng có mạng ấy, thì cái chương trình Language Arts này nó sẽ chỉ dành cho lớp 6 thôi là có DVD, còn lại từ lớp 1 đến lớp 5 là mình chỉ có dùng video streaming thôi mọi người nhá. Cá nhân mình nghĩ rằng là DVD sẽ sớm bị loại khỏi các cái danh sách lựa chọn đấy, tại vì thực tế là bây giờ nếu không có internet thì mọi người cũng có thể dùng 4G, 5G khá là dễ dàng rồi. Do đó thì DVD dần dần nó sẽ không còn phổ thông nữa. Chưa kể đến cái câu chuyện là DVD của mình thì chỉ là họ cho thuê thôi, và sau đó cuối năm lại phải trả lại. Thì với nhà trường mà nói thì cái thủ tục hành chính cũng như cái chi phí để cho thuê DVD nó cũng khá là phức tạp. Do đó mình nghĩ là dần dần thì các cái option về DVD này, trừ cái trường hợp các con học lấy học bạ và học full tất cả các môn á, thì họ sẽ vẫn cung cấp, còn lại tất cả các cái dạng bộ môn này dần dần sẽ bị lược bỏ. Môn học tiếp theo mà mình sẽ cập nhật là môn Arithmetic, tức là môn toán. Với môn toán thì mình xem lại một xíu như vậy, ở đây các con học lẻ môn á, thì hầu như là không có lấy học bạ, chỉ có từ lớp 9 đến lớp 12 thì có lấy học bạ, thì mình sẽ nói sau. Với môn toán thì các con học hệ Independent Study
sẽ là 431 đô cho cả năm học với riêng bộ môn này. Tại sao lại phải có môn toán học lẻ môn? Mình nghĩ rằng là với các cái bạn mà học các chương trình homeschool ở Mỹ, ở một số nước mà cái nền giáo dục khai phóng nó rất là mạnh rồi ấy, thì môn toán lại không phải là môn các con ưa chuộng lắm. Toán và các môn học tự nhiên đang là những cái vấn đề khó khăn để cho các bạn học sinh có thể cảm thấy hứng thú và có niềm say mê với môn học này. Và đấy là lý do mà mình có STEM hay là STEAM ấy. Thực tế cái môn STEM hay STEAM này nó là cái môn khoa học tự nhiên kết hợp. Và cái việc kết hợp này chỉ là cho các con nhìn thấy cái sự hữu dụng rõ hơn của các cái môn khoa học tự nhiên căn bản này vào trong cái ứng dụng thực tế mà thôi. Chứ còn thực ra là các cái môn toán này, các cái môn như là science này, đặc biệt là lên các lớp cao hơn là hóa học, học chemistry này, hay học học vật lý, học sinh học, là những cái mà các bạn ấy không có thực sự quá thích thú. Thường các bạn ấy sẽ quan tâm nhiều hơn đến văn học, rồi lịch sử, rồi địa lý, rồi các môn năng khiếu nghệ thuật nhiều hơn. Do đó thì toán học họ sẽ có một cái môn riêng ở đây và dành để cho các cái gia đình mà dạy và bổ trợ cho con học tại nhà. 431 đô này, trong đó chỉ có 52 đô là giá của một bộ sách thôi và chưa kèm thuế chắc chắn rồi. Toàn bộ lớp 1 đến lớp 6 vẫn sẽ luôn luôn có video streaming. Còn riêng với hệ học toán DVD, thuê DVD thì từ lớp 3 đối với môn toán là đã có rồi. Từ lớp 3 đến lớp 6 là có thể thuê DVD của nhà trường với riêng môn Arithmetic mọi người nhé. Tiếp theo là môn lịch sử, 431 đô, nhưng mình nhìn thấy ở đây như vậy là có hai nhóm môn tiếp theo là môn lịch sử và môn khoa học thì cũng sẽ là 431 đô với giá sách là 52 đô chưa kèm thuế. Các video của chương trình History và Science, chương trình học lịch sử và khoa học tự nhiên thì sẽ đều bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 6, do lớp 1 và lớp 2 thì cái phân môn nó chưa quá rõ ràng. Nó sẽ chỉ thường gọi là cái môn nhỏ ở trong cái phần học học một cái môn gọi là môn activity thôi. Thế còn với các bạn từ lớp 3 đến lớp 6 là nó có môn rất là chia rất là rõ. Rất tiếc là hai nhóm môn này thì không có DVD cho thuê mà tất cả các con sẽ chỉ học trên video streaming thôi. Bible là một cái nhóm môn mà với những cái gia đình công giáo hoặc các gia đình trường dòng theo Christian thì họ sẽ rất là quan tâm để bổ trợ thêm cho các con. Và với những gia đình mà các con vẫn đi học các trường bình thường khác mà không có cái yếu tố tín ngưỡng á, thì họ sẽ muốn bổ sung thêm cho con cái khung xương sống và hiểu biết về giáo dục cơ đốc này. Do đó thì Bible cũng sẽ là một nhóm môn riêng và nó sẽ chỉ là 93 đô thôi. Mình nghĩ rằng 93 đô này chắc chắn là đã có sự hỗ trợ của rất là nhiều bên, đặc biệt là các bên hội thánh và nhà thờ của tại ngay Mỹ hoặc là ngay cả các nước khác nữa rồi, nên là nó rất là rẻ, 93 đô. Và tất cả các khối từ K4 đến lớp 6 đều có video streaming, sau đó từ lớp 3 đến lớp 6 thì sẽ có thêm cả lựa chọn DVD nữa. Từ lớp 7 trở lên thì các con học và sẽ có cái phần tính tín chỉ. Do đó thì bắt đầu từ năm học này thì các con sẽ có học theo dạng, họ sẽ bán theo cả dạng các cái phân môn lẻ, các cái khóa học lẻ, và họ sẽ tính cái học phí ở đây, bởi vì có một số môn ấy thì nó sẽ là một tín chỉ, còn sẽ một số môn nó sẽ là nửa tín chỉ thôi. Nghe giống như học đại học đúng không mọi người? Và đó là lý do mà rất nhiều gia đình lựa chọn là học homeschooling từ cái giai đoạn này, vì muốn là con có thể có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho việc vào đại học, đặc biệt các đại học có chương trình quốc tế. Thế thì với cái tín chỉ ở đây á, thì các cái môn mà một tín chỉ ấy, thì từ lớp 7 và lớp 8 thì họ cũng không có cái hệ lấy học bạ, nhưng mà học tự do thì 551 đô sẽ dành cho một môn một tín chỉ, và lớp 7, lớp 8 mà học mà môn nửa tín chỉ cả năm thì sẽ là 413 đô mà cho hệ tự do không có lấy học bạ. Tiền sách thì sẽ giống như nhau, tại vì là sách nó sẽ là 94 đô chưa kèm thuế. Lớp 7, lớp 8 thì bắt đầu có tất cả các môn đều ở cả dạng video streaming và DVD, nên là cũng sẽ rất là yên tâm cho những gia đình nào đi xa, những nơi không có mạng. Từ lớp 9 đến lớp 12 thì có một cái lựa chọn rất đặc biệt ở đây là mình có thể lấy học bạ theo từng môn luôn. Vẫn như thế, tất nhiên là đã muốn lấy học bạ thì sẽ học cả năm, và giá học ở đây, phí ở đây cho phân môn này cũng là cả năm hết. Đối với môn mà chiếm đến một tín chỉ thì hệ lấy học bạ sẽ là 575 đô cho cả năm. Hệ tự do thì sẽ là 551 đô, 94 đô của cái giá sách và chưa kèm thuế. Với những môn nửa tín chỉ
thì hệ học bạ sẽ là 440 đô, còn hệ tự do thì sẽ là 423 đô, 94 đô dành cho giá sách và chưa kèm thuế. Tất cả hệ lấy học bạ hay là hệ không lấy học bạ và môn một tín chỉ hay là môn nửa tín chỉ thì từ lớp 9 đến lớp 12 đều có cả lựa chọn streaming và DVD mọi người ạ. Vừa rồi thì mình đã cập nhật toàn bộ học phí liên quan đến video và books, tức là video đi kèm với sách tương tác từ hệ K4 mầm non cho đến hết lớp 12, không chỉ dành cho những bạn học toàn phần theo chương trình mà còn có những cái phần phân môn cho các con học và lựa chọn. Ở tại Hà Nội Abeka Community của chúng mình thì chúng mình có rất là nhiều lựa chọn và các bạn cũng sẽ có thể là có những bạn thì sẽ học theo phân môn, có những bạn thì là học toàn bộ chương trình, có bạn học toàn bộ chương trình dạng lấy học bạ và có bạn là học tự do luôn. Do đó thì nếu như mọi người có bất cứ thắc mắc nào thì đừng quên là cho mình một cái comment ở dưới này hoặc có thể inbox vào Facebook page Mẹ Lười được trả lời hỗ trợ tốt nhất nhé. Ngoài ra thì mình sẽ để thêm cả cái đường link của tất cả các cái giá ở đây, và trong đó thì nó thậm chí là còn một cái phần nữa là giá học mà chỉ có video không thôi. Nhưng mà mình tin rằng là khi mình đã học cả video thì mình sẽ muốn là có sách tương tác đi cùng để các con làm bài và các con thực hiện theo cái hướng dẫn của giáo viên hiệu quả nhất có thể, đúng không nào? Và vì thế thì mình sẽ chỉ giới thiệu đến đây ở trong video thầy thôi, và nếu như mọi người quan tâm thêm đến những video khác liên quan đến Rebecca Academy thì mọi người có thể xem ở bên này nhá. Còn lại thì chúng ta có thể tham khảo thêm về quá trình học homeschool của mình như thế nào tại playlist Chuyện học homeschool ở đây. Cảm ơn mọi người nếu mọi người đã xem đến phần này của video, và hẹn gặp lại mọi người trong các video khác. Bye bye!